nhưng mà không phải thông tin nào ngày hôm nay cũng là thông tin tốt. Các bạn thấy được chúng ta cũng có những cái thông tin không được tốt liên quan đến thị trường này. Chúng ta có thể bắt đầu nói tới thông tin liên quan đến cựu tổng thống Donald Trump. Thì sáng ngày hôm nay đó, sáng ngày ngày 2 tàu Hoa Kỳ thì trong một cuộc phỏng vấn ở trên đài Fox News thì cựu tổng thống Donald Trump đã được hỏi rất nhiều điều nhưng mà trong đó có một điều liên quan đến tiền kỹ thuật số thì cựu tổng thống Donald Trump đã nói những gì? Thì cựu tổng thống Donald Trump nói đó là Bitcoin nó giống như là một cái trò lừa đảo. Tôi rất ngạc nhiên. Bạn biết đấy, với chúng tôi nó mức là 6.000 đô la thấp hơn nhiều. Đây có nghĩa là nói tới cái thời điểm mà Cụ tổng thống Donald Trump còn là tổng thống đương nhiệm. Thì lúc đó giá Bitcoin chỉ xoay quanh có 6.000 đô mà thôi. Thì cụ tổng thống Donald Trump tiếp tục nói là tôi không thích nó vì nó là một loại tiền tệ khác cạnh tranh với đồng đô la. Thì nhiều người chỉ ra được đó, cái điều mâu thuẫn đây đó. Nếu như mà cụ tổng thống Donald Trump nói Bitcoin như là một trò lừa đảo nhưng mà lại so sánh Bitcoin đó, là một cái loại tiền tệ khác cạnh tranh với đồng đô la. Thì nhiều người uh, suy nghĩ là vậy bitcoin phải là lừa đảo hay không hay là đồng đô la là lừa đảo cho nên mới để hai cái điều này cùng một câu nói như vậy thì các bạn thì được là bên dưới đó tiếp tục là cựu tổng thống donald trump nói về cơ bản nó là một loại tiền tệ cạnh tranh với đồng đô la ý kiến của tôi là tiền tệ của thế giới này nên là đồng đô la và tôi không nghĩ rằng chúng ta nên có bitcoin trên thế giới và ông ta cũng nói thêm là tôi nghĩ là nên có quy định quản lý nhưng mà tiền tệ phải là đồng đô la thì các bạn thấy được cựu tổng thống Donald Trump đã phỏng vấn trên The Fox ngày hôm nay tóm lại là cựu tổng thống Donald Trump không thích Bitcoin vì nghĩ là Bitcoin cạnh tranh với đồng đô la nhưng mà lại không thấy đưa ra lý do chi tiết tại sao đó lại gọi Bitcoin là lừa đảo và cũng không kêu gọi cấm chỉ kêu gọi là có luật quản lý mà thôi thì uh, trên channel này các bạn cũng đã biết là thường không có nói nhiều về chính trị nhưng mà thật ra mà nói nhiều khi đó giữa thị trường tài chính truyền thống giữa thị trường crypto và giữa chính trị đó nó có một cái mối liên kết nhiều khi không thể tách rời được nhưng mà về cái vấn đề này đó thì nhiều bạn hỏi ý kiến của thần thì cũng muốn chia sẻ với các bạn là ý kiến của thần về vấn đề này thì cũng rất đơn giản mà thôi tại vì các bạn đứng vào cái vị trí của một cựu tổng thống của hoa kỳ nhất là một cựu tổng thống mà luôn có cái ý nghĩ là bảo vệ người dân Hoa Kỳ, bảo vệ đồng đô la thì đương nhiên là đối với cái phương diện đó một cựu tổng thống sẽ không có thế nào mà nó tốt như Bitcoin được tại vì nếu như mà nghĩ Bitcoin là một cái gì đó có thể cạnh tranh được với đồng đô la thì đương nhiên sẽ không thích đây là điều cũng rất bình thường mà thôi chứ không có gì hết và các bạn thấy được là điều mà nhiều người chỉ ra được đó là có phải là ngay cả cựu tổng thống Trump cũng thấy được cái cơ hội mà Bitcoin thực sự thành công hay là không cho nên mới có cái sự nghi kỳ liên quan tới Bitcoin như vậy Các bạn nghĩ sao thì các bạn hãy comment ở bên dưới Một trong những thông tin mà gây ra nhiều cái tranh cãi ngày hôm nay đó chính là cái thông tin mà được nhiều bài báo như là Politico nói tới liên quan đến là cái vụ mà tin tặc á, hacker đó đã hack Colonial Pipeline và sau đó đòi tiền chuột đó là 4,4 triệu đô la Chúng ta không có nói nhiều về cái thông tin này tại vì đây là không phải thông tin là trực tiếp liên quan đến tiền kỹ thuật số nhưng mà cũng gián tiếp tại vì cái người mà hát Colonial Pipeline đó thì đòi tiền chuột sử dụng tiền kỹ thuật số và chính xác hơn là sử dụng Bitcoin nhưng mà thông tin ngày hôm nay đó thì chính phủ Hoa Kỳ đã có thể là tịch thu được 2,27 triệu đô la Bitcoin từ những người hacker này trong cái con số là 4,4 triệu đã được trả bởi công ty thì nhiều người bây giờ đặt câu hỏi là nếu như mà Bitcoin đó là một cái hệ thống phi tập trung là một cái sổ cái mà không ai có thể thay đổi được thì tại sao chính phủ Hoa Kỳ lại có thể tập thu 2,27 triệu đô la đồng Bitcoin thì uh, trên mạng lưới Bitcoin đó khi các bạn đã gửi rồi thì không thể nào mà ai ngăn chặn giao dịch đó được cũng không thể nào mà ai ngăn cản hay là đóng băng cái địa chỉ ví hay là đóng băng cái giao dịch đó chỉ có là bây giờ đã nhiều người nói là nhiều bài viết này đó thì họ chia sẻ một cách không rõ ràng Tại vì cái số tiền mà họ gửi đó có thể là gửi qua từ ví này qua cái ví của những người hacker Sau đó những hacker đó đó họ sẽ tìm cách để mà di chuyển số lượng Bitcoin này đi thông qua nhiều ví để làm gì Để mà đánh đặt hướng của mọi người tại vì họ biết tất cả đều sẽ dễ dàng quan sát được và theo dõi Cho nên họ mới tìm cách để mà đánh lạc hướng mọi người bằng cách là di chuyển Bitcoin liên tục thông qua nhiều ví khác nhau để cho không dễ dàng bị theo dõi nhưng mà cuối cùng sau đó đó nếu như mà họ muốn đổi Bitcoin này ra tiền ra đồng đô la đây thì họ vẫn phải thông qua một cái đơn vị có thể cho họ chuyển đổi bitcoin thành đồng đô la nhưng mà đơn vị đó đó có thể là những sàn như là coinbase vân vân thì khi mà họ biết được là cái số tiền này bắt nguồn từ cái địa chỉ ví mà liên quan tới những người hacker đó thì họ có thể thông báo với chính phủ và khi mà cái số tiền này gửi vào cái ví của sàn đó thì có thể là bị đóng băng ở thời điểm đó cho nên cái vấn đề đây ra không phải là vấn đề liên quan tới blockchain của bitcoin mà là vấn đề liên quan tới cái đơn vị thứ ba mà giúp đỡ những công ty này chuyển đồng bitcoin ra thành đồng đô la đó mới là cái nơi mà chính phủ có thể là tịch thu bitcoin được thì nhiều người nói đó thật ra đây là một cái tin tức đó, đối với là nhiều người là không tốt đối với hình tượng của bitcoin đối với tiền kỹ thuật số tại vì bây giờ đã có rất nhiều những hacker họ đòi hỏi tiền chuộc bằng cách là sử dụng tiền kỹ thuật số nhưng mà trên căn bản các bài thì rồi trước khi mà có tiền kỹ thuật số như là cách đây là 12 năm đi thì không lẽ 12 năm trước không có hacker đương nhiên là có rồi chỉ là lúc đó họ đòi tiền chuột sử dụng đồng đô la mà thôi nhưng mà bây giờ đó thì có tiền kỹ thuật số cho nên họ đòi sử dụng tiền kỹ thuật số nhưng mà điều này ít nhiều gì cũng làm cho người ta có một cái quan niệm không tốt liên quan đến tiền kỹ thuật số nhưng mà thuận thì nghĩ ngược lại trong cái trường hợp này đó các bạn thấy được rất rõ ràng là sử dụng bitcoin thì là một điều tốt đối với chính phủ của Hoa Kỳ Tại vì ít ra sử dụng Bitcoin đó thì các bạn có thể là theo dõi địa chỉ ví trên mạng lưới blockchain và có thể là biết được cái số tiền này đi từ đâu đến đâu và trong trường hợp này đó họ đã có thể theo dõi được và đã có thể thông qua đơn vị thứ ba để mà tịch thu 2,27 triệu đô la Bitcoin này trong khi mà nếu như cái số tiền này là trả bằng tiền mặt đồng đô la thì sẽ khó hơn rất là nhiều đây là cái suy nghĩ của thường các bạn nghĩ sao thì hãy comment ở bên dưới nhưng mà ít nhiều gì đó, điều này cũng đã làm cho chính phủ Hoa Kỳ có một cái sự suy nghĩ không tốt liên quan đến Bitcoin. Tại vì các bạn thấy được là tuy chúng ta có những người như là thượng nghị sĩ Cynthia Loomis hay là chúng ta có thống đốc của tiểu bang Texas, chúng ta có thị trưởng của Miami, Francis Wallace rất là ủng hộ thị trường crypto này thậm chí ở trong Nhà Trắng cũng như là ở trong quốc hội cũng còn rất nhiều nghị sĩ ủng hộ nhưng mà không phải ai cũng ủng hộ tiền kỹ thuật số. Điều mà nhiều người lo lắng đó là trong dòng uh, cuối tuần này thì sẽ có cơ hội như G7 thêm một trong những đề tài mà sẽ được đề cập đến bởi tổng thống Joe Biden đó chính là chính phủ Hoa Kỳ sẽ có những biện pháp gì liên quan đến là những cái hacker sử dụng tiền kỹ thuật số thì uh, nhiều người chỉ lo sợ là những người mà không có thiện cảm đối với thị trường này họ sẽ lợi dụng những cái tài liệu này liên quan tới là nhiều hacker sử dụng crypto dẫn đến là Hoa Kỳ sẽ có những cái lực không tốt liên quan đến thị trường crypto này chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi mà thôi nhưng mà một trong những điều mà thường cảm thấy vẫn còn có một hy vọng đó chính là một trong những đơn vị mà lớn thứ nhì ủng hộ Joe Biden lúc mà Joe Biden ra cử tổng thống thì đơn vị đó là gì đó chính là sàn FTX sàn FTX là sàn quyên góp lớn thứ nhì cho cuộc vận động của tổng thống Joe Biden và từ trước tới giờ đó chúng ta thấy được là tổng thống Joe Biden vẫn chưa có một lời phát biểu nào tốt hay là xấu liên quan đến tiền kỹ thuật số Chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi coi coi thông tin như thế nào Nhưng mà ít nhiều gì đó thì nhiều người cũng không có nghĩ đây là một cái điều tốt Cho nên tôi biết là nhiều tin tốt nhưng mà chúng tôi cũng có một số những cái thông tin không được tốt Và đây cũng có thể là những cái lý do tại sao mà giá cả có cái sự xuống giá Thì chúng ta trước khi mà nói về giá cả cũng như nói về một số những cái thông tin on-chain và suy nghĩ của Thuận về giá cả hiện bây giờ thì tất cả chỉ vì một cái thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển hay là nếu các bạn chưa có theo dõi thuần capital trên mạng xã hội các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những cái thông tin chính thức như là telegram facebook hay là twitter hay là như bạn nào muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuần capital các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới để tìm thấy những cái ưu đãi như là giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance hay là các bạn thể nhận được bonus lên tới 1.610 đô khi mà tham gia vào sàn margin Bybit, sàn EMT, sàn FTX, sàn Binance US khi mà nào đang sống ở Hoa Kỳ mà muốn giao dịch altcoin, sàn Coinbase ứng dụng BlockFi, ứng dụng có lãi, ứng dụng mà các bạn có thể gửi tiền kỹ thuật số và nhận lãi hàng tháng. Bây giờ bonus vẫn lên tới 250 đô và crypto coin ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on chain mà chúng ta cũng sẽ nói tới một lát nữa nhưng mà nhìn vào giá cả đó thì các bạn thấy được là bây giờ giá là 32.774 đây là giá của Bitcoin chúng ta thấy được là giá của Ethereum đó là 000 487 thì nhiều người Các bạn thấy được là bây giờ đó thì nhìn vào những cái hình tam giác Như là các bạn nhìn thấy trên màn hình Thì nhiều người cho đó là có thể là giá Đã rời khỏi dùng tam giác này Và có cái xu hướng đi xuống Mặc dù là nhiều người chỉ thấy được đó là So với lại cái khối niêu dịch đó Thì khối niêu dịch bây giờ đó không có nhiều Cho nên cũng chưa chắc là chúng ta sẽ có Một cái đợt đi xuống mạnh Như là nhiều người nói là có thể đi xuống dưới 30.000 đô Chúng ta cũng chỉ tiếp tục chờ đợi mà thôi Đối với Thuận đó thì cái giá này ở mức là 32.833.000 thì đã trả trở về cái thời điểm là khoảng chừng ngày 30 tây các bạn được trả trở về khoảng chừng là một tuần thì giá bây giờ so với một tuần trước đây đó thì cũng tương đương với nhau cho nên trên căn bản thậm chí thấy được là bịch không bao giờ tiếp tục đi hàng ngang mà thôi